Phương xin kính chào quý vị đến với bản tin Kinh tế Thế giới do bạn biên tập tuổi trẻ hải ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, hôm thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ông Timothy Geithner đã đến Bắc Kinh trong một cuộc hội ngộ chính thức nhưng thân mật. Nhưng câu hỏi quan trọng là liệu vị Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ sẽ đạt được những gì ông muốn tại Trung Cộng hay không? Những chuyến viếng thăm trước đây đã mang lại rất ít kết quả. Năm 2009, Hoa Kỳ kêu gọi Trung Cộng để cho tỷ giá hối đoái giữa hai nước được linh hoạt hơn. Năm 2010, ông Geithner thúc giục Bắc Kinh giảm bớt rào cản thương mại. Năm 2011, các cường quốc thế giới kêu gọi Trung Cộng để cho đồng nhân dân tệ tự do lên xuống trên thị trường tiền tệ. Nhưng năm nay, có thể mọi thứ sẽ khác không? Trung Cộng đã bắt đầu định giá lại đồng tiền của mình, mặc dù với một tốc độ rất chậm. Và theo các phân tích gia, có thể mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ bớt căng thẳng hơn trong năm nay. Trung Cộng đã hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ ngưng đánh giá Trung Cộng là một quốc gia có hành vi thao túng tiền tệ. Ông John Haupu, giám đốc chiến lược đầu tư thuộc ngân hàng UBS, chắc chắn rằng chính phủ Trung Cộng sẽ đối xử với chuyến viếng thăm của ông Geithner một cách nghiêm túc vì đây là một ngõ ngoại giao quan trọng. Ông Pu cũng chắc chắn rằng chính phủ Trung Cộng sẽ cho phép đồng nhân dân tệ gia tăng giá trị từ từ để cung cấp một số hỗ trợ cho chính phủ Hoa Kỳ bởi vì chính phủ của ông Obama đang phải đối mặt với một cuộc bầu cử trong năm nay. Trung Cộng cũng có thể hỗ trợ Hoa Kỳ trong việc gây áp lực buộc Iran phải chấm dứt chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này. Hoa Kỳ rất cần sự hỗ trợ của Trung Cộng trong vấn đề Iran bởi vì nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới là khách hàng dầu thô hàng đầu của Iran. Cựu quan chức thương mại Hoa Kỳ, ông Frank Lavin, cho rằng Trung Cộng có thể tham gia cùng với Hoa Kỳ trong một lệnh cấm vận. Ông Lavin cho rằng ngay bây giờ, Trung Cộng có một chủ trương từ từ đàm phán, nhưng trong vòng 6 tháng tới, Iran làm điều gì đó và điều này sẽ thúc đẩy Trung Cộng có hành động. Vì vậy, ông cho rằng không nên có thái độ chán nản cho dù ông Geithner rời khỏi Trung Cộng trắng tay. Các nhà lãnh đạo Trung Mỹ có thể không đạt được một bước tiến mạnh mẽ trong tuần này, nhưng với thời gian, các nhà lãnh đạo hai nước có thể tìm thấy nền tảng chung về các vấn đề quan trọng. Công ty đánh giá Fitch cho rằng khu vực đồng Euro sẽ rơi vào một cuộc suy thoái nhỏ trong năm 2012. Một số các công nhân của công ty phà Seafrance sẽ bị mất công việc của họ. Công ty Seafrance của Pháp đã trở thành nạn nhân mới nhất của môi trường kinh tế khó khăn khi một tòa án tại Pháp đã ra lệnh phải đóng cửa công ty. Nhưng tất cả các tin tức ở Paris không hoàn toàn là ảm đạm. Công ty đánh giá Fitch cho biết không có dự định cắt giảm mức xếp hạng tín dụng AAA của Pháp trong năm nay, nhưng cảnh báo các quốc gia có mức xếp hạng đang bị theo dõi, chẳng hạn như Ý và Tây Ban Nha, có thể bị hạ một hoặc hai cấp bậc. Công ty đánh giá tín dụng này dự đoán cuộc khủng hoảng nợ của khu vực đồng Euro sẽ tiếp tục trong năm nay. Ông David Riley cho biết trong năm ngoái, Fitch đã ước đoán rằng các nhà hoạch định chính sách châu Âu sẽ có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng này. Hy Lạp đã nhận được một gói cứu trợ và các nước như Đức và Pháp đã có được sự phục hồi. Tuy vậy, thật không may là cuộc khủng hoảng nợ đã trở nên tồi tệ hơn và lây lan sang Ý trong 6 tháng cuối năm ngoái. Và nay, bước sang năm 2012, sự phục hồi kinh tế ở châu Âu đã hoàn toàn bị đình trệ, tức là châu Âu đã lùi lại một bước. Và không chỉ có sự phục hồi bị đình trệ, mà các nước trong khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng cần phải vài khoảng 2.000 tỷ euro trong năm nay. Các nhà đầu tư đang lo lắng về số tiền nợ mà chính phủ của một số nước cần phải bán trong năm nay. Ông Riley cho biết Ý cần phải huy động hơn 300 tỷ euro cho kinh phí trong năm nay. Đây sẽ là một thách thức lớn trong vòng 3 hoặc 4 tháng tới. Nhưng ông nghĩ rằng Ý sẽ có thể huy động được số tiền này, tuy nhiên sẽ với một mức lãi suất rất cao. Năm 2012 rõ ràng sẽ là một thách thức cho khu vực đồng euro và không chỉ cho các công nhân của công ty Seafrance. Công ty xếp hạng tín dụng dự báo khu vực đồng euro sẽ trải qua một cuộc suy thoái nhỏ khi các biện pháp thắt lưng buộc bụng, cắt giảm nhu cầu và niềm tin của người tiêu dùng và giới kinh doanh vẫn còn đang yếu. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã có những dấu hiệu đầu tiên của sự ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực đồng euro. Nền kinh tế của Đức đã suy giảm trong 3 tháng cuối năm 2011, mặc dù cho toàn năm vẫn đạt được kết quả khả quan hơn so với các quốc gia khác trong khối đồng euro nhờ nhu cầu trong nước và xuất khẩu vững mạnh. Nhìn chung, tổng sản lượng quốc gia của Đức đã tăng trưởng 3% trong năm 2011, nhưng trong 3 tháng cuối năm đã suy giảm 0.25%. Và hầu hết các kinh tế gia đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cho năm tới.
ông Tom Vosa thuộc Ngân hàng Quốc gia Úc nghĩ rằng Đức sẽ có thể tránh được suy thoái kinh tế nhưng sẽ không thể đạt được mức tăng trưởng 3% trong năm nay. Năm 2010, Đức đã có mức tăng trưởng 3.7%. Đây là một mức tăng trưởng cao đáng kể từ sau khi nước Đức thống nhất, và cho năm 2012, ông ước đoán Đức sẽ chỉ đạt được ít hơn 1% tăng trưởng. Xuất khẩu hàng hóa của Đức sang các nước trong Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ chiếm 28% của tổng sản lượng quốc gia và xuất khẩu sang Trung Cộng chỉ chiếm có 2.5% tổng sản lượng quốc gia. Nhưng Đức vẫn có được các kết quả kinh doanh tốt hơn so với các quốc gia khác trong khối đồng Euro nhờ vào thị trường xuất khẩu của mình. Ông Vosa cho biết xuất khẩu của Đức đã được hỗ trợ nhờ giá trị rất yếu của đồng Euro. Cuộc khủng hoảng nợ công đang diễn ra tại châu Âu đã mang một lợi ích đến cho Đức, đó là đồng tiền chung đã bị định giá thấp hơn so với đồng Mỹ Kim và đồng bảng Anh, và điều này cho phép xuất khẩu của Đức phát triển rất mạnh mẽ. Mức lợi nhuận của các nhà xuất khẩu của Đức ở vào khoảng đến 20%, và điều này giúp giữ cho nền kinh tế quốc gia tiếp tục phát triển. Chi tiêu của các hộ gia đình cũng đã giúp thúc đẩy nền kinh tế. Nhu cầu chi tiêu trong nước đã tăng trưởng 1.5%, giúp cắt giảm tỷ lệ thất nghiệp. Số lượng người không có việc làm đã giảm trong tháng 12 xuống đến 6.8%. Đây là mức thấp nhất kể từ sau khi nước Đức được thống nhất. Số liệu thương mại của khu vực đồng Euro sẽ được phát hành vào ngày thứ Sáu. Theo các ước đoán, thì các số liệu này sẽ mang một tín hiệu suy thoái, trong khi các nước bên ngoài khu vực đồng Euro phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế. Tháng Giêng là mùa cao điểm để đặt vé, đặt phòng cho kỳ nghỉ hè. Nhưng với nhiều người Anh Quốc đang phải thắt lưng buộc bụng, nên nền công nghiệp du lịch đang rất lo lắng. Cơ quan giám sát ngành du lịch của Vương quốc Anh là ABTA cho biết hơn 1 triệu người sẽ đặt vé cho các chuyến du lịch trong vài tuần tới và sẽ chi tiêu khoảng 500 triệu bảng Anh. Một số người như doanh nhân Douglas Miller cho biết ông sẽ đặt ít nhất 2 chuyến du lịch. Ông Miller cho rằng bởi vì mọi người đã làm việc rất cực nhọc trong thời kỳ kinh tế khó khăn nên ai cũng có xu hướng xem kỳ nghỉ du lịch như là một phần thưởng cho chính mình. Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp cùng với Cyprus và Florida được dự kiến sẽ là những điểm đến hàng đầu của các khách du lịch Anh Quốc trong năm nay. Ông Peter Holmes, chủ sở hữu của đại lý du lịch Classic, vẫn tỏ ra rất lạc quan. Ông nói nhu cầu cho các chuyến du lịch vẫn còn mạnh. Một số các công ty du lịch và các hãng hàng không đang có những chương trình giảm giá đáng kể cho khách hàng để thu hút người tiêu dùng đặt chỗ sớm. Các công ty du lịch như Co-op và Thomas Cook đang cắt giảm giá lên đến 400 bảng Anh cho các chuyến du lịch trong kỳ nghỉ hè, trong khi công ty Thomson giảm giá đến 200 bảng Anh cho mỗi cặp đôi. Mức giá của các chuyến bay cũng có thể là yếu tố quan trọng trong năm nay. Tất cả các hãng hàng không sử dụng các phi trường trong Liên minh châu Âu nay phải trả một thuế phí carbon mới. Phân tích gia về ngành hàng không, ông John Strickland cho biết loại thuế này không có được sự ủng hộ của ngành công nghiệp hàng không. Ông nói các hãng hàng không rất khó chịu về việc thuế phí này được cộng thêm vào với các loại thuế khác đã được áp dụng bởi các chính phủ trong những năm gần đây. Vì vậy, đây là một gánh nặng thêm nữa sẽ được cộng vào giá vé máy bay và có thể dẫn đến sự suy giảm nhu cầu. Ông Steve Ridgway, giám đốc điều hành hãng hàng không Virgin Atlantic, đồng ý với nhận xét này. Ông Ridgway nói, mọi người đều hy vọng và nghĩ rằng năm 2012 sẽ là một năm phục hồi, nhưng có vẻ như năm nay vẫn sẽ còn là một năm khó khăn với nền kinh tế vẫn còn yếu kém và với tất cả các vấn đề vẫn còn ở châu Âu, cho nên tất cả mọi người trong ngành du lịch sẽ phải cố gắng hết sức để thuyết phục người dân đi nghỉ mát. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy có nhiều người ở Anh Quốc đã hy sinh việc đi nghỉ hè ở nước ngoài trong năm ngoái và họ không muốn phải hy sinh như vậy nữa trong năm nay. Ngành công nghiệp du lịch đang hy vọng kết quả của cuộc khảo sát này là đúng. Vừa rồi là bản tin kinh tế thế giới do bàn biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xin vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị.